Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính chào chư vị thiện hữu tri thức một ngày mới an lành. Hôm nay là ngày 5 tháng 7, 2018. Con đang ở tại tầng trệt của chùa Giác Ngộ. Hôm nay quý vị có khỏe không? Quý vị còn đó thì con còn những chương trình này. Hy vọng quý vị vẫn an lành để mỗi ngày chúng ta nghe Pháp, học Pháp và hành Pháp với nhau nhé. Hôm nay con trân trọng đến với quý vị một mẫu chuyện mà nội dung của nó là cái thứ không thể tách rời với đời sống của chúng ta mỗi ngày. Đó là cái chết. Vì sao tôi sợ chết và cách vượt qua sự sợ hãi về cái chết. Mẫu chuyện được kể rằng, kính quý vị lắng nghe, rằng một nhà giàu có nọ, một trưởng giả, nghe danh tiếng của một vị thiền sư tu hành đức độ, trí tuệ thâm sâu, tìm đến để có một lời mời tới nhà, mời vị thiền sư ấy tới nhà để có đôi lời chúc phúc cho gia đình của ông ta. Vị thiền sư cầm bút và viết: ông chết, cha chết, cháu chết. Một cách hốt hoảng, đầu năm mà có một vị cao tăng tới nhà chúc cả nhà chết lần lượt như vậy, thật sự là đáng sợ đó. Nếu quý vị thì sao nè? Một cách rất là sợ hãi hỏi vị thiền sư: tại sao ngài lại viết những lời này cho đầu năm mới nhà tôi? Này trưởng giả, giả dụ như con của ông mà chết trước ông chứng kiến cái chết của con mình, ông có đau lòng không? Ông có tự nói với lòng mình có thể để cho cha lớn tuổi rồi, sống đủ một đời rồi cho chết trước con, có phải vậy không? Nếu như cháu của ông mà chết trước con của ông, có phải hai cha con của ông ngồi mà than khóc đau lòng cho cái chết non dài ấy không? Vậy nếu như được một cái chết tuần tự theo tuổi lớn lên già mà chết, chứ không phải là theo mất trật tự của cái bệnh mà chết, thì không hạnh phúc sao? Hiểu được một điều gì đó thâm ý phía sau cái lời dạy của vị thiền sư, vị trưởng giả đồng ý chấp nhận. Quý vị có đồng ý chấp nhận treo cái câu đó trước nhà 30 Tết không? Và đây là cái cảm nhận của con qua mối chuyện nhé. Rằng tại sao chúng ta sợ chết? Đố quý vị, sao mà vị trưởng giả thấy một chữ chết đầu năm là anh ta sợ dữ vậy? Không phải anh ta sợ về đầu năm đâu. Nếu anh ta không sợ chết đầu hay cuối năm gì anh ta cũng không có sợ. Nhưng bởi vì đời sống hàng ngày của anh ta lúc nào cũng sợ chết, cho nên cái thời điểm quan trọng, cái sự sợ nó còn dữ dội hơn. Vậy anh ta là ai? Là tất cả những người chúng ta, những người đang sợ chết. Vậy tại sao chúng ta sợ chết? Hãy lý giải cái nguyên nhân, hãy tìm ra cái động lực phía sau làm cho mình sợ hãi cái chết. Những ai sợ chết? Những người nào không có đang sống. Tức là sao? Tức là người ta không đang hiện hữu đơn thuần, có mặt tỉnh thức trong mỗi phút giây của đời sống, mà người ta đang suy nghĩ về sự sống. Tức là như con thường nói, muốn sống thì đừng suy nghĩ, và muốn suy nghĩ thì đừng sống. Tức là ta không có đang sống mà ta đang suy nghĩ về sự sống. Mà suy nghĩ tức là lúc nào nó cũng là nhị nguyên. Suy nghĩ tức là lúc nào nó cũng là hai thứ, nó là cái này, cái kia. Suy nghĩ tức là sự trẻ hai, suy nghĩ tức là có một đối tượng để suy nghĩ nó hướng đến. Và như vậy, suy nghĩ về sự sống tức là có một cái sự sống nào đâu đó và ta suy nghĩ về nó. Tức là khi ta suy nghĩ về sự sống thì lập tức ta bỏ sự sống vào một cái giỏ sách khác, và ta bỏ cái chết vào một cái sự sống khác. Ta sống và có một cái thứ được gọi là chết ở đâu đó, hai cái giỏ sách riêng biệt. Và thế nào là sự sống? Đối với những người bỏ sự sống và cái chết vào hai giỏ sách, sự sống của những người như vậy là họ còn cái thân này nè, còn trẻ khỏe, và họ còn cái cảm thọ của cái thân này nè, hưởng thụ ăn uống, nghỉ ngơi, sinh sản, danh vọng, xinh đẹp, và họ còn cái suy nghĩ trong cái nội dung của cái thân này nè. Họ lấy ba cái đó làm cái sự sống của họ: thân xác, cảm thọ và suy nghĩ. Và họ đồng hóa cái tôi của họ vào ba cái thứ đó, họ suy nghĩ về ba cái thứ đó,
và họ nghĩ là họ đang sống trên ba cái thứ đó. Mà ba cái thứ đó thì sao? Thân thì vô thường, cảm thọ thì đến đi, tâm thì luôn liên tục như những con sóng đến và đi, suy nghĩ khác nhau liên tục, phải không nào? Vậy cho nên cái thân, cái tâm và cảm thọ của mình nó luôn luôn đi đến cái chết. Và họ bỏ cái chết đó ở trong một cái giỏ sách khác. Họ nghĩ rằng cái thân này bao giờ mà nó kết thúc nó mới gọi là chết. Không thể ăn uống cảm thọ hưởng thụ nữa mới gọi là chết. Không có khả năng suy nghĩ nữa mới gọi là chết. Nhưng vì họ còn, tức là họ đang sống. Cho nên họ bỏ cái sự sống vào một cái chỗ khác khi mà nó kết thúc cái thân này hoàn toàn. Cho nên khi mà họ bỏ cái sự chết đó vào một cái giỏ bên kia kia, một điểm B nào đó, thì bắt đầu ở đây họ sợ cái điểm B đó. Họ sợ cái chết nó tiến tới gần, và họ sợ tiến tới gần cái chết. Cho nên họ làm mọi thứ để bảo vệ cái khoảng cách nó ngày một rộng hơn. Cái mà một cách tự nhiên ngày một hẹp lại. Có phải mỗi lần ta đi tới đâu? Ta đâu có đi lên trời xuống đất, qua đông qua bắc, ta chỉ đi gần cái chết mà thôi. Nhưng người ta, bởi vì ta thấy cái chết ở ngoài kia, cho nên mọi thứ ta đang làm là cố gắng tránh xa cái chết bằng cách xây nhà cho vững, đi xe cho sang, mặc đồ cho đẹp, lấy vợ cho trẻ, ăn uống cho ngon, làm mọi thứ. Tại sao? Đó là cách ta đẩy cái chết ra xa một chút, để ta đảm bảo rằng cái thân còn khỏe, cái tâm còn yên, cái cảm thọ hưởng thụ còn trẻ trung mạnh mẽ. Mọi thứ ta đang làm là ta đang sống một cuộc đời chia chẻ cái chết và sự sống làm hai, và bảo vệ sự sống và loại trừ cái chết. Một sự sống như vậy tức là ta chưa sống, ta đang tìm sự sống. Khi ta tìm sự sống tức là ta chưa sống. Như vậy cái chết mà nó tiến tới gần, nghe một tiếng chết trong nhà, lập tức ta sợ hãi. Ta sợ là bởi vì ta chưa thực sự sống ta mới sợ. Còn nếu như ta đã sống, ta thế nào ta biết là sự sống rồi, thì làm gì ta sợ cái chết. Bởi vì chết tức là chấm dứt sự sống. Ta chưa sống cho nên ta sợ mất sự sống đi. Đó là ý nghĩa vì sao ta sợ chết. Ta chưa có sống cho nên ta sợ chết. Còn vị thiền sư nhé, là Ngài đã biết được sự sống với cái chết là một. Ngài bỏ cái chết và cái sự sống vào một túi sách. Ngài biết rằng trong mỗi phút giây của đời sống, Ngài cùng một lần chết. Ngài có thể nói rằng tôi đang sống. Một cách khác, Ngài cũng biết rằng tôi đang chết. Quý vị nghĩ sự chết làm cái rầm khi hơi thở này chấm dứt, khi thân xác này tan vỡ sao? Không, tôi đang chết từ từ chứ. Mỗi một giây 500 tế bào sống thay thế cho 500 tế bào vừa mới chết. Thân xác chúng ta đang chết từ từ, phải nó lớn lên già đi không nào? Và nó đang bệnh tật lần lần, phải không? Vị thiền sư biết được cái thân với cái thân của cái chết và cái thân của cái sống nó đang là một, bởi vì không có cái không thể nào mà không chết đi để sự sống mới được biểu hiện liên tục. Mỗi ngày chúng ta phải tưới nước cây á, mỗi ngày chiếc lá đều rơi á, mỗi một hơi thở đều vào ra, mỗi một suy nghĩ đến rồi đi, mỗi một cảm thọ sinh rồi diệt đấy. Sự sống nó luôn vận hành bởi vì nó luôn có sự chết tạo một không gian để cho một sự sống mới được tái sinh và biểu hiện. Cho nên vị thiền sư đã thấy được cái chết trong cái sống, cho nên Ngài không đợi sự sống ở phía trước, mà Ngài sống hoàn toàn trọn vẹn trong phút giây này. Cho nên Ngài không sợ cái chết. Ở phút giây này Ngài trọn vẹn như vậy cho sự sống, thì phút giây kế tiếp Ngài cũng trọn vẹn như vậy cho sự chết. Cho nên Ngài không sợ chết, bởi vì Ngài đã sống rồi, và Ngài đang sống. Và Ngài biết không có cái chết nếu như Ngài đã sống. Ai mà đang không sống thì người ta sợ cái chết và ta nghĩ cái chết là có thật. Những người nào đã sống thì chưa bao giờ có sự chết. Chết là không phải ngược lại với sự sống, chết là ngược lại với sự sinh. Sinh, diệt, diệt là cái chết. Còn sự sống chưa bao giờ diệt. Gỗ mục nó chết, nó trở thành một cái nấm, nó trở thành thức ăn cho mối. Sự sống tiếp tục, chưa bao giờ chết. Cho nên vị thiền sư viết xuống chết. Ngài chấp nhận cái chết bởi vì Ngài biết nó chính là sự sống. Rồi ở đây nhé, ta sẽ chết và ta học được bài học của vị thiền sư là đã trọn vẹn sống nên vượt lên trên cái chết, Ngài bất tử. Vậy ta đang trên cái tiến trình tiến hóa tâm linh từ cái việc sợ chết đi lên giống như bậc thiền sư giải thoát.
Vậy ta đi lên bằng cách nào? Đây là cách mà chúng ta đang thực tập nè. Trước hết ta phải có một cái chánh kiến rằng ta sinh ra đời này nè, có phải ta là người duy nhất được sinh không? Không. Rồi ta chết đi, có phải ta là người duy nhất trên trái đất này chết đi không? Không. Ta là trong muôn ngàn người, tỷ người đã sinh ra và đã chết đi vậy. Khi ta sinh ra, ta biết là ngày mai ta sẽ lập gia đình không? Chưa chắc. Ta biết rằng ngày mai ta sẽ thành công hay không? Chưa chắc. Ta biết rằng ngày mai ta làm việc A, việc B, có nhà, có cửa, có con, có cái, có vợ, có chồng, có danh, có dự. Ta biết những thứ trong tương lai không? Chưa chắc. Nhưng ta biết chắc một điều. Điều gì? Ta chết. Ta biết chắc một điều là ta chết đấy. Khi mà những việc ta chưa biết, ta có chuẩn bị cho việc đó không? Một cách cẩn thận không? Không. Ví dụ như hôm nay, sáng nay mà chuẩn bị đi gặp một ai đó một cách chắc chắn và không chắc chắn là một việc gì đó, thì ta sẽ đầu tư vào việc gì? Đầu tư vào cái việc chắc chắn đi gặp một ai đó một cách cẩn trọng, xếp bàn ghế, ăn uống hay là đồ đạc, ta sắp xếp một cách trân trọng nhất để gặp họ, bởi vì ta biết chắc việc này xảy ra. Vậy ta sinh ra ta không biết chắc một điều gì xảy ra, mà ta biết chắc một điều đó là chết. Vậy tại sao ta không chuẩn bị cho cái việc đó một cách đặc biệt nhất chứ? Vậy hãy chuẩn bị cho cái thứ mà mình biết chắc chắn nhé. Đó là lý do vì sao mà Đức Thế Tôn dạy chư tỳ kheo hãy quán cái thân bất tịnh và hãy quán xác chết ở Gò Mã. Đó là lý do vì sao tại sao những bậc tu hành nhân đắc đạo là người ta tới những cái nơi Gò Mã, ma trơi, xác chết phơi bày ở đó, để cái chết một cách chân thật hiện hữu đi vào trong tạng thức của họ và đánh động lên cái sự thật biểu họ phải hoàn toàn chấp nhận trước khi cái chết nó đến, là mình chết cái sự sợ hãi. Chúng ta sống một đời, một ngày chúng ta làm bao nhiêu thứ? Rất nhiều thứ. Một năm, cả một đời, danh, vọng, tiền, tài, địa, vị, của, cải, vật chất, vợ, chồng, con, cái, yêu, thương. Ta làm rất nhiều thứ trong cuộc đời. Ta làm với cả một tấm lòng trân trọng, cả một năng lượng đặc biệt dành cho người đó, việc đó. Thử một bữa cơm đó, ta chuẩn bị rất trân trọng phải không? Thử một cái giường ta ngủ đó, đàng hoàng vô, rất là đàng hoàng, tử tế. Thử một người ta gặp đón chào tuyệt vời. Thử một cái thân của mình trải chuốt, trang hoàng, điểm tô ngọt ngào lắm. Vậy thì ta làm mọi thứ với cái tâm trân trọng đó. Nếu như ta biết chắc một điều, ta sẽ có một việc làm cuối cùng của một đời ta, thì ta sẽ làm cái việc đó bằng cái tâm hời hợt không? Không. Nếu mà ta biết có một việc cuối cùng ta làm trên đời này, thì ta sẽ làm với cái điều gì? Ta sẽ làm với một sự trân quý. Ta sẽ làm với cả một tấm lòng. Ta sẽ làm với cả cái năng lượng sống của mình cho cái việc cuối cùng trên cuộc đời đó rồi ra đi. Phải không nào? Không lẽ mình gặp nhau cái mình làm một cái việc dở tệ nào đó rồi mình đi để mình có một cái cảm giác không tốt đẹp về nhau? Không, ta muốn làm một hành động cuối cùng đẹp nhất rồi ta đi. Như vậy cái hành động cuối cùng mà ta làm là gì? Chết. Trong hàng ngàn tỷ việc làm của một đời sống một con người, hành động cuối cùng của chúng ta đó là chết. Vậy mà rất là nhiều người chết trong sợ hãi, vội vàng, đắn đo, lo lắng, khổ sầu, kêu gào và than khóc. Ta có thể thành công bao nhiêu như Steve Jobs, nhưng cuối cùng những cái danh dự, những cái tự hào, những cái thành đạt, những cái công danh mà anh ta đạt được, anh ta nằm trước thằng chết và một cách hốt hoảng thấy mình vô cùng yếu ớt, đơn côi, sợ hãi. Như vậy đó là một người thành công? Không. Một người hoàn toàn thất bại. Bởi vì hành động cuối cùng anh ta làm không được tự tin, không được vững vàng như những cái gì mà anh ta làm hàng ngày trong đời sống. Thì cả một đời sống, một việc làm cuối cùng thành công hay không mà ta thấy cái việc đó, đó là cái chết. Vậy nhá, chúng ta hãy chuẩn bị làm cái gì đó, cứ làm. Nhưng mà mình biết rằng có một hành động cuối cùng mình làm đó là cái chết. Vậy đừng để cái hành động đó thành tái xanh, tái ngắt trong khi mặt mày ra đi, há miệng trợn mắt vì không chấp nhận, vì sợ hãi, vì đau buồn.
Cái chết đó không phải là một đời sống thành công mà. Dù anh thành công cỡ nào, anh chết như vậy tôi biết anh vẫn thất bại. Và chúng ta thấy những bậc chân nhân, hiền thánh, A-la-hán, Bồ-Tát, Phật, họ ra đi rất nhẹ nhàng và đi với bằng cái tâm thanh thản, mắt hiền hòa, mặt hồng hào, đi mà đẹp hơn giấc ngủ nữa. Đó là một đời sống thành công. Họ biết cái hành động ra đi đẹp nhất đó là quan trọng nhất, như là một hành động cuối cùng một cả một đời sống họ có thể hiến dâng lại cho cuộc đời. Vậy làm sao mà để ta thực tập với cái chánh kiến đó trong đời sống hàng ngày? Đó là hãy để cái giỏ của cái chết kia nè đi lại gần từng bước một, cho đến khi nó làm một với cái giỏ của sự sống. Nếu cho ta chưa hoàn toàn giống như vị thiền sư hay Phật Bồ Tát, nhưng mà hoàn toàn giác ngộ làm một, bỏ cái sự sống và cái chết vào làm một cái giỏ, thì ta đang đi trên con đường kéo hai đứa lại gần với nhau. Kéo bằng cách nào? Trước hết, ta đừng có đẩy nó ra xa. Ta cho nó lại gần. Và ta sẽ hiểu được, khi đó ta sẽ hiểu được cái thông điệp của vũ trụ lúc nào cũng giúp ta hiểu được điều đó. Lúc nào vũ trụ cũng yêu thương từ bi giúp ta điều đó. Và ta đừng có kháng cự vũ trụ thôi. Tức là sao? Ta hãy coi tự nhiên nhé. Một chiếc lá vàng một ngày nào đó nó sẽ rơi, đó là một sự chết. Ok. Một cái hoa nở rồi tàn, một đám mây tụ rồi tan. Yes. Một đám mưa, một cái trận mưa rào rạc rồi ngừng nghỉ. Mọi thứ đều đến và đi. Núi kia cũng có thể sập, sông kia cũng có thể cạn. Ruộng dâu cũng có thể trở thành biển rộng. Cả cái thiên hà đại địa này, một vì sao mình thấy đó, nó là một hệ mặt trời trong đó, rồi phút chốc biến mất như chưa bao giờ có thật. Từ cái vật nhỏ nhất của vũ trụ, như là chiếc lá rơi, như là hoa nở tàn, cho đến núi sông sơn hà đại địa, cho đến trái đất này, cho đến cả vũ trụ kia, nó đang vận hành. Chết chứ sống là một. Và chúng ta có thấy không? Chúng ta có đang kéo gần cái giỏ cái chết tới gần mình. Vũ trụ có đang cho mình thấy cái chết rồi. Rồi nữa, đối với con người, những mối quan hệ thân thương rồi tan vỡ, một đám bạn ngồi lại vui vẻ học 3 năm, 4 năm rồi cũng chia tay. Một cái chết của một mối tình, một cái chết của một đám bạn, một cái chết của một mối quan hệ. Chúng ta có cảm nhận được mỗi cái chết trong mỗi phút giây của đời sống không? Con người chúng ta sợ hãi lắm, sợ hãi cái từ goodbye lắm. Cho nên một số ngôn ngữ á, cái từ goodbye được nói một cách hàm ý là see you again, hẹn gặp lại. Người ta không nói từ goodbye, bởi vì ta sợ goodbye tức là chấm dứt một cái gì đó, mà chấm dứt tức là cái chết, và ta sợ cái chết đó vô cùng. Người mà sợ cái chết sẽ chạy trốn cái chết. Chạy trốn cái chết, ta sẽ sống một cách hời hợt. Cho nên phương Tây, người ta nói đến cái chuyện chết, đưa cái đám ma ra đường, đó là một sự xúc phạm, gây tổn hại nhau. Với một cái sự sống như vậy thì người ta không đang sống, ta đang hời hợt. Ta chạy trốn sự sống. Bởi vì sự sống với cái chết là một. Vậy sự thật thập thứ nhất là hãy nhìn vào thiên nhiên để kéo cái chết lại gần, bỏ vô làm một chiếc cái giỏ. Thực tập thứ hai là trong đời sống, cái mối quan hệ con người, mỗi một phút giây ta đến với một người, ta yêu thương một người, một mối tình, tình bạn hay tình yêu, tình cha tình mẹ, tất cả mỗi phút giây cái chết nó đều tan vỡ diễn ra. Ta đừng kháng cự, ta hãy tỉnh thức. Và đối với thân của mình, cảm thọ này và tâm hồn nội dung bên trong thân này cũng chết từng phút giây. Yes. Thử mà ta không ăn 3 ngày rồi biết một ngày thôi đã đói lũi. Thử mà ta không tắm rồi ta tắm ta kỳ ra tế bào sao bắt như thế này. Thử mà không vệ sinh thân thể này sao. Tóc ta bạc mỗi ngày, răng ta già yếu đi, cơ thể cho ta một ngày chết trong mỗi phút giây chết. Hơi thở này, vào đi, vào. Mỗi một hơi thở vào, sống. Mỗi một hơi thở ra,
chết. Vào đi, vào. Ra. Vào nữa nhé. Ra. Hãy vào lòng một lần nữa. Đừng có ra nữa. Hãy đừng ra nữa. Chết. Thật tình như vậy đó. Trước khi ta sinh ra, ta vừa lọt lòng mẹ hơi thở nào đầu tiên. Rồi cái vị nghĩ khi ta chết, hơi thở nào cuối cùng. Vậy thì hơi thở này vào một cái sự sống, hơi thở ra một cái chết. Nếu ta có thể sống trọn vẹn trong một hơi thở vào chết, thì ta có thể sống trọn vẹn trong một hơi thở ra. Nếu như phút giây này ta trọn vẹn cho sự sống, thì phút giây kế tiếp ta cũng có thể hết lòng trọn vẹn cho sự chết. Cái phút giây sống chết là cái hành động khác nhau, nhưng cái nội dung trong phút giây đó chính là sự trọn vẹn hết lòng tỉnh thức. Nó là một, chỉ có một cái tâm đó thôi. Còn những cái hành động biểu hiện ở trong cái phút giây đó nó không quan trọng. Vậy nhé, rằng chúng ta hãy hiểu được cái thân này đang chết, cái cảm thọ này sinh diệt, cái tâm này suy nghĩ khác nhau liên tục. Cho nên hãy tu tứ niệm xứ, đi biết đứng biết, suy nghĩ này nọ biết, cảm thọ khó chịu dễ chịu trung tính biết. Như vậy cái biết là cái bất tử. Chúng ta chưa hoàn toàn 100% bất tử thì chúng ta đang đi con đường tiến hóa tâm linh đó. Bất tử từ từ, bằng cách thấy những thứ liên tục tử chết của vũ trụ, của mối quan hệ con người, của thân xác vô thường này, của cảm thọ và suy nghĩ trong ta. Đó là những gì con đang thực tập, con cũng cảm nhận và con muốn chia sẻ, cũng như lắng nghe và mong được một chút nào đó cảm hứng tu hành gửi đến cho chư vị đồng tu gần xa vậy. Kính quý vị, một ngày mới thấy rõ ràng sự chết, kéo gần cái vỏ của sự chết bỏ vào trong sự sống. Và hôm nay mình sẽ coi thử mình thấy được bao nhiêu sự chết và mình phản ứng với nó thế nào nhé. Xà thú. Chúc quý vị an lành.